đến với phần luyện tập toán lớp 2 trên trang Trạng Nguyên nhé. Chúng ta cùng bước vào vòng số 9. Bài 1, chúng ta bắt đầu bài 1, phép thuật mèo con nhé. Bắt đầu. Chúng ta sẽ phải đi chọn những ô có kết quả giống nhau để nối vào với nhau. Nào, 49 cộng 37 bằng bao nhiêu? 9 cộng 7 bằng 16, viết 6, nhớ 1 vào đây. 3 thêm 1 nhớ là 4, 4 cộng 4 là 8, vậy 49 cộng 37 bằng 86. Vậy ta đi chọn đáp án là 86 nhé. Bạn nào nhanh mắt nào, tìm cho cô xem nhanh nào, đáp án nào là bằng 86 nào. Đây, 58 cộng 28, 8 cộng 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1 vào đây. 2 thêm 1 nhớ là 3 và 3 cộng 5 là 8. Vậy đáp án là 86, ta nối vào với nhau. 21 giờ là mấy giờ tối nhỉ? Là 9 giờ tối đúng không? Ta chọn 9 giờ tối. 3 giờ chiều chính là bao nhiêu giờ? Là 15 giờ. Vậy ta đi tìm 15 giờ. Đây rồi, ta chọn 15 giờ nhé. 82 trừ 20 bằng 62. Vậy ta đi tìm đáp án bằng 62. Bạn nào nhanh mắt tìm kết quả nhanh bằng 62 nào. À, ngay trên đầu đúng không? 8 cộng 4 bằng 12, viết 2, nhớ 1 vào đây. 3 thêm 1 nhớ là 4, 4 cộng 2 là 6. Vậy 28 cộng 34 bằng 62, à, giống nhau. 19 cộng 17 bằng 30 mấy? 36. Vậy ta đi tìm đáp án bằng 36 nhé. 72 trừ 36 nào. 2 không trừ được 6, ta lấy 12 trừ 6 bằng 6, viết 6, nhớ 1 vào đây. 3 thêm 1 nhớ là 4, 7 trừ 4 bằng 3. Vậy 72 trừ 36 bằng 36. Hai đáp án giống nhau, ta chọn. 100 trừ 39 bằng bao nhiêu? 60 mấy? 100 trừ đi 39 bằng 61. Vậy ta đi tìm đáp án bằng 61. 91 trừ 30 bằng 61. Đây rồi, vậy ta chọn. 100 trừ 37 bằng 60 mấy? 100 trừ 37 bằng bao nhiêu nhỉ? 63 đúng không? 100 trừ 37 bằng 63, ta đi tìm đáp án 63 nhé. 49 cộng 16 bằng bao nhiêu? 49 cộng 16 chính là bằng 63, vậy ta chọn. Tiếp tục, 63 trừ đi 29 bằng bao nhiêu nhỉ? 3 không trừ 9, ta lấy 13 trừ 9 bằng 4, viết 4 nhớ 1 vào đây. 2 thêm 1 nhớ là 3, 6 trừ 3 bằng 3. Vậy 63 trừ đi 29 bằng 34, ta đi tìm đáp án là 34 nhé. Đây rồi, 1 không trừ được 7, ta lấy 11 trừ 7 bằng 4, viết 4 nhớ 1 vào đây. 1 thêm 1 nhớ là 2, 5 trừ 2 bằng 3. Vậy 51 trừ 17 cũng bằng 34, vậy ta chọn vào đây nhé. Tiếp tục, 83 trừ đi 34 bằng 3 không trừ được 4, ta lấy 13 trừ 4 bằng 9, viết 9 nhớ 1 vào đây. 3 thêm 1 nhớ là 4, 8 trừ 4 bằng 4. Vậy 83 trừ 34 bằng 49, ta đối với ô 49 nhé. Và kết quả còn lại là 71 trừ 29 chính là bằng 42. Vậy là chúng ta đã qua vòng thi số 1. Chúng ta bước vào bài 2 nhé. Trong một phép trừ, số bị trừ là số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số đó bằng 5. Nào, số lớn nhất có hai chữ số mà hiệu bằng 5 nào. Số lớn nhất có hai chữ số thì hàng chục phải là 9 và hiệu bằng 5 thì hàng đơn vị phải bằng bao nhiêu nhỉ? Là 4 đúng không? 9 trừ 4 bằng 5, vậy hiệu hai số bằng 5. Đây chính là số bị trừ. Và số trừ là 38, ta lấy 94 trừ 38 để ra hiệu nhá. 94 trừ 38 bao nhiêu nhỉ? Các con nhẩm nhanh là 94 trừ 38 bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu nhỉ các con nhỉ? Bằng 50 mấy? 50 mấy nhỉ? Bằng 56. Nào, tiếp tục. Số bị trừ là số trong một phép trừ nào, số bị trừ là số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số nó bằng 8. Hiệu hai chữ số bằng 8. Vậy số đấy là bao nhiêu nhỉ? Số bị trừ là số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số, vậy hàng chục phải là 9 và hàng đơn vị là bao nhiêu để hiệu của nó bằng 8? Hàng đơn vị phải là 1 thì hiệu nó bằng 8 đúng không? Và kết quả của phép trừ là 28, vậy số trừ là bao nhiêu? Vậy thì 91 trừ đi bao nhiêu để bằng 28? Thì ta phải lấy 91 trừ 28 để ra số trừ nhé. 91 trừ 28 bằng bao nhiêu các con? Tính nhanh nào.
91 trừ 28 bằng bao nhiêu nhỉ? 91 trừ 28 bằng 63. Biết thứ hai tuần này là ngày 24, vậy thứ hai tuần trước là ngày bao nhiêu? À, một tuần là có 7 ngày, vậy thứ hai tuần này là 24 thì thứ hai tuần sau sẽ là ta phải lấy 24 trừ đi 7. 24 trừ 7 bằng 17, vậy ngày tuần trước là 17. À, ta đi tìm A nhá. Ta thấy A ở đây là số trừ, vậy muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu. Ta lấy 100 trừ đi 86. 100 từ đi trừ đi 86 bao nhiêu? 100 trừ đi 86 bằng 14 nhá. Tức là 14. Tiếp tục, A ở đây tiếp tục là số trừ, vậy muốn tìm A ta phải lấy 46 trừ đi 17. Và 46 trừ đi 17 bằng bao nhiêu nhỉ các con nhỉ? Các con nhẩm nhanh là 46 trừ đi 17 bằng bao nhiêu nào? Chính là bằng 29. Vậy đáp án là 29. Hà có 55 viên bi. Hà cho em một số bi là số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó là 8. Vậy Hà còn lại bao nhiêu viên bi? À, Hà có 55 viên bi này. Bây giờ ta phải tìm xem Hà cho em bao nhiêu viên bi nhé. À, Hà cho em số viên bi là số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số nó là 8. Và số nhỏ nhất có hai chữ số, hàng đơn vị phải là 1. À, hàng chục phải là 1 và hàng đơn vị là bao nhiêu để tổng bằng 8 nhá? Hàng đơn vị phải là 7 đúng không? Thì tổng bằng 8. Vậy thì Hà đã cho em là 17 viên bi. Vậy thì Hà còn lại bao nhiêu? Ta phải lấy 55 trừ đi 17. Và 55 trừ đi 17 bằng bao nhiêu? Các con tính nhanh xem 55 trừ đi 17 bằng bao nhiêu nhỉ? 55 trừ đi 17 là bằng 38 đúng không? Vậy 55 trừ 37, 17 bằng 38. Thứ hai tuần này là ngày mùng 6 tháng 2. Vậy thứ ba tuần sau là ngày bao nhiêu? À, thứ hai tuần này là mùng 6 tháng 2, vậy thứ hai tuần sau sẽ là cộng thêm 7 ngày nữa đúng không? 7 ngày nữa là 13, 6 cộng 7 là 13 tháng 2. Nhưng mà người ta hỏi thứ ba cơ. Vậy thứ hai thêm thứ ba, đến thứ ba là phải cộng thêm 1 ngày nữa. Vậy là cộng thêm 1, 13 cộng 1 là bằng 14. Vậy ngày là ngày 14 tháng 2 nhé. Thứ ba tuần này là ngày 17. Hỏi thứ 6 tuần sau là ngày bao nhiêu? À, thứ 3 tuần này là ngày 17. Vậy thì hỏi thứ 6 tuần sau là ngày bao nhiêu? Thứ 3 tuần này là ngày 17 thì thứ 3 tuần sau sẽ là ngày 17 cộng 7 bằng 24. Nhưng người ta không hỏi thứ 3 tuần sau mà người ta hỏi thứ 6 tuần sau. Mà từ thứ 3 đến thứ 6 là cách nhau 3 ngày. Vậy ta phải lấy 24 cộng 3 là bằng 27. Vậy tuần sau sẽ là ngày 27 nhé. Tiếp tục nào. Thứ 6 tuần này là ngày 27. Hỏi thứ 7 tuần trước là ngày bao nhiêu? À, thứ 6 tuần này là ngày 27. Vậy thì thứ 6 tuần trước là ngày 27 trừ 7 bằng 20 đúng không? 20. Nhưng mà người ta không hỏi thứ 6 tuần trước mà người ta hỏi thứ 7 tuần trước. Vậy thì thứ 7 tuần trước phải là ngày thêm 1 nữa, 20 cộng 1 là bằng 21 đúng không? Tiếp tục. Biết thứ 7 tuần này là ngày 15, vậy thứ 5 tuần sau là ngày bao nhiêu? Thứ 7 tuần này là ngày 15 và thứ 7 tuần sau sẽ là ngày 17 cộng 7 là bằng bao nhiêu? À, 15 cộng 7 là bằng 20 mấy? 22. Nhưng người ta không hỏi thứ 7 tuần sau mà người ta hỏi thứ 5 tuần sau. Và thứ 5 tuần sau lại kém thứ 7 tuần sau là 2 ngày. Vậy ta phải lấy 22 trừ đi 2 bằng 20. Vậy thứ 5 tuần sau là ngày bao nhiêu? Ngày 20 nhá. Tao, ta nộp bài. Vậy là chúng ta đã qua vòng bài 2. Chúng ta cùng bước vào bài 3 nhá. Ở đây ta thấy số này là số trừ, muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu. Ta lấy 82 trừ đi 37 nào. 2 không trừ được 7, ta lấy 12 trừ 7 bằng 5. Viết 5, nhớ 1 vào đây, 3 thêm 1 nhớ là 4, 38 trừ 4 bằng 4. Vậy 82 trừ 15 bằng 37. 100 trừ 57 bằng bao nhiêu? 100 trừ 57 bằng bao nhiêu nhỉ? 40. À, đúng không? 1 năm có bao nhiêu tháng? 1 năm có 12 tháng. Muốn tìm số bị trừ ta phải lấy hiệu cộng với số trừ, ta lấy 57 cộng 34 nào. 7 cộng 4 và bằng 11, viết 1 nhớ 1 vào đây, 3 thêm 1 nhớ là 4 và 4 cộng 5 là 9. Vậy thì 91 trừ đi 34 bằng 57.
chỉ 39 bao nhiêu nhỉ? 3 không trừ được 9, ta lấy 13 trừ 9 bằng 4. Kết 4, nhớ 1 vào đây. 3 thêm 1 nhớ là 4. 9 trừ 4 là bằng 5. Vậy 93 trừ 39 bằng 54. Từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối cách nhau bao nhiêu giờ? 6 giờ tối là 18 giờ. Vậy từ 6 đến 18 giờ là ta lấy 18 trừ 6 bằng 12 giờ, đúng không? Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ, ta lấy 29 cộng 28 bằng 50 mấy nhỉ? 57, đúng không? 57 trừ 28 bằng 29. Ở đây là vị trí số trừ, vậy muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu. 85 trừ đi 56 bao nhiêu? 5 không trừ được 6, ta lấy 15 trừ 6 bằng 9. Cái 9 nhớ 1 vào đây. 5 thêm 1 nhớ là 6. 8 trừ 6 bằng 2. Vậy thì 85 trừ 29 bằng 56. À, ta phải điền dấu bằng lớn hơn hoặc nhỏ hơn vào đây nhá. 96 trừ đi 69 bao nhiêu nhỉ? 6 không trừ được 9, ta lấy 16 trừ 9 bằng 7. Cái 7 nhớ 1 vào đây. 7, 6 thêm 1 là 6 thêm 1 nhớ là 7. 9 trừ 7 bằng 2. Vậy 96 trừ đi 69 bằng 27. Và 27 phải nhỏ hơn 28. Muốn tìm số trừ, ta phải lấy số bị trừ trừ đi hiệu. 93 trừ 38 nào. 3 không trừ được 8, ta lấy 13 trừ 8 bằng 5. Cái 5 nhớ 1 vào đây. 3 thêm 1 nhớ là 4. Và 9 trừ 4 bằng 5. Vậy đáp án là 593 trừ 55 bằng 38. Vậy là chúng ta đã qua vòng thi số 9. Các con nhớ là hãy thường xuyên lên trang trạng nguyên.edu.vn để theo dõi các bài giảng khác trên này nhé. Tạm biệt các con.